โอเคจังลูกจะประดามสารบองอินเทอร์เกรดมวยฟรีเวิร์กออยติกจังตนาการที่มวยลูกมาประกาศโฟลเดอร์มวยสำหรับสตอร์ตุก JavaScript JS plugin image นั่งจังยังไอสตอร์ไปตุกนองคอนเทนท์ให้นักนองดับเน็ตคอยังเผื่อเวียนนักนองรูทเถอะโอเคจังในสารคอนเทนต์ยังเวียนเชิญจะล้อมคดีอันเจ๊เวียนเชิญจังลูกสมบัติการที่ฟูลเดอร์ตัวอีกขนมนั้นนะโอเคจังขนมนั้นยังไอจ่าแอดมิน LTE โอเคเหตุผลต่อมาติดยังไอนี้ open folder in file explorer มาจังวันนี้ติดตั้งไปเช็คยังเหมือนยังโอเคเหตุผลต่อมาลูกคุปปี file CA ให้นางบูทสแตรปบอกแอดมิน LTE ยังโจลฉันขนมนี้กูมันชอบวิ่งมากระชอบไปโอเคฉันไอ copy ประดาประดามาแล้วยังโย่ plugin มวยขนมแอดมิน LTE ยังต่อมาติดยังตัวมือในขนมดียังมี file JavaScript image ให้นาง CA ฉันโย่แต่บูนนางมาบานเองโอเคฉันยังโย่บูนนางโย่มาเผอโอเคហើយបន្តមកទៀតយើងមក refresh ក្នុង folder យើងនេះ refresh វាមួយមកដូចជាអត់មានកន្លែង refresh នេះខាងលើអូខេអញ្ចឹងទេយើងអាចhide unload project មួយមកអូខេយើង show unload project វិញអូខេអត់ឃើញមក refresh ក្នុងនេះមាន refresh អត់ Okay អត់មាននេះ Okay មួយនេះ collab show all file Okay ជាងយើង show all file មកវាយើងឃើញមាននេះ folder ទាំងអស់នេះនៅក្នុងហ្នឹងហើយ Okay ប៉ុន្តែវាដូចជាមានបញ្ហាបន្តិចដោយសារវាអត់ចេញជា folder ដូចបើយើងធម្មតា Okay ជាងវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងអាចrefresh បើ check នឹងឬក៏យើងអាចគូសុំ right click លើនេះសិនដូចជាមានកន្លែង unload បើ check អូខេអត់មានទេ select លើ folder វាអូខេ unload បើ check នេះ unload បើ check ខាងក្រោម unload បើ check អូខេ save មកអូខេយើង load បើ check មកវិញមក reload project โอเคអញ្ចឹងយើងពលាអូខេនៅដដែលតែអត់អីទេយើងសាឡបងប្រើសិនបើសិនជាប្រើទៅវាអត់ដើរចាំយើង copy path ឡើងវិញអូខេអញ្ចឹង folder ទី2នោះគឺយើងដាក់នៅក្នុងណាគឺយើងដាក់នៅក្នុង view ឲ្យ share នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត sub folder ឲ្យ share នឹងមួយទៀតអូខេដាក់ឈ្មោះថា admin LTE នឹងដែរโอเคអញ្ចឹងនៅក្នុង admin LTE នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ផ្ទុក view អាលើប្រើសម្រាប់ផ្ទុក CSS JavaScript plugin image អីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុង admin LTE កន្លែងនេះយើងត្រូវ store ផ្ទុក view ចំនួនម៉ានចំនួនប៉ុណ្នេះអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត view ឲ្យបានចំនួន6ហ្នឹងមកអញ្ចឹងដំបូងគេយើង add view មួយមកអូខេចឹងការ add view របស់យើងគឺយើងយក mvc file ដដែលហើយផ្ទាំងមួយនេះអូខេយើងដោះអានេះចេញមកអត់យក use layout page គេអូខេយកហើយយើងដាក់ឈ្មោះ view យើងគឺ underscore layout អញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន layout មួយទៀតឯងអូខេគឺ layout របស់ admin LTE អូខេចាំវាបន្តិចសិនអញ្ចឹងមួយនេះគឺ file layout របស់យើងហើយវាមានសន្តានបែបនេះអូខេអញ្ចឹងយើងទុកវាមួយដុំសិនបិទចោលចុះឥឡូវយើងទៅបង្កើត file មួយទៀតគឺ main navigation អញ្ចឹង add មកហើយ view សារនេះគឺយើងអត់យក view ធម្មតាទេគឺយើង create ជា partial view អញ្ចឹងយើងប្រើ underscore main អូខេ navigation អូខេ save ខុសហើយ navigation okay ហើយយើងចុច add បន្តទៀតមកតមកទៀតយើងបង្កើត partial view នឹងដដែលចំនួន4ទៀត okay next មក
chân dân vô top navigation. Ok, còn mình tiếp đo footer mà đồ chứ đó hình đơn á thà file được ngon nâng đại bạc cao nâng đặt nền nà nó không đọt nền khó. Ok, chân hình đấy cứ underscore mới tiền máu hay dựng đặt thà footer. Ok, chân bạc cao thì lươn tịt máu. Ok, lệnh add một tiết hay dựng đặt thà underscore. Ok, dựng đặt thà script. Thế là một tiết dữ cho dương đã thá style underscore style. Ok, trước bàn tiện tôn cho mùi đừng ví dụ tưởng ổn năng hài chân dương thật phương mạch tiết. Ok, chân dương ai mà copy tiện tôn cho mùi đừng script mùi nè cái đã thá phát so ví dụ script đã thật năng script. Ok, phát cho vào dưới footer, đặt được không footer. Hai tưởng ơn nâng cư dương copy viên đặt thử ấy. Ok, copy đặt trao sân máu. Cư dương tục vô viên tập hở, đặt không layout thông bởi dương. Ok, lỡ ba main. Ok, chân main đi copy main mà. Ok, hay bật tòa mặt tiết top navigation, dương copy top navigation máu. Nguyên áng vậy đi. Ok, hay bắt đầu mặt tiết dương miền style dương copy năng đặt style mà. Ok, to mặt tiết dương miền script hỏi script hỏi, top hỏi script nào, ok, copy script mặt tiết main miền hỏi, ok, ở tờ layout thế bạn bạn, ok, chân bắt đầu bình năng tiết dương thở thử mệnh cứ bắt đầu bình năng tiết, ok cái ao dương cho từ layout nấn hay ao dương copy script bên này hay xưa ha script bên nấn rồi còn code bên nấn dương ban mau pin nè cứ dương ban mau pin ok source code này để source code nấn cứ dương vô via mau pin nè cứ dương vô via mau pin page mũi chmu thả starter này là con admin LTE 3 dương min index mũi index pi hay nấn trong khỏi cái cứ min đã tôn mũi page mũi chmu thả starter chúng dùng vô script bị starter nâng từng off máu. Ok, bắt đầu mà tiết dùng cắt con tới bàn phần này màu. Ok, trước là cụ chôn từ layout hãy cụ thua ca control A máu kháng lớn thì dùng tục tại đá dùng delete tập phần này bàn này hay pass script mình chôn. Ok, bắt đầu bị pass nâng chôn hãy dùng mà mưa nâng lại nhỉ khơi miền pass so với you admin LTE top navigation đó khởi miên phát cho bởi dưu admin LTE tiện tương chủ mùi nâng My Navigation hết. Ok, chẳng đảm bây ai viết thử khí nế phụ lửa dưỡng có thử miên chủ mùi đuổi ảnh ảnh đài xa thông địch khí nế chân tự thả mình chẳng tiếp viết ảnh bạc căn luôn nâng cứ ớt score lệ. Ok, dẹp chẳng ai thử mấy ai viết đuổi khí nế này lại nâng. Ok, chẳng tiện tương mùi cái lấy ní cứ kê phở style cái lấy ní cứ kê phở top navigation nâng My Navigation hay trong khổ hay cái đá lấy cái phở mùi render hay khang khổ một cái lấy cái phở cho mùi năng script. Ok, hay miễn phát cho với dấu footer tiệt. Ok, hình chấn càng nghiệp và top tiệt dương thở tên á. Ok, càng nghiệp và top tiệt cái ao dương châu là càng với dấu này home index và dương hay cái ao dương add phần đi châu. Ok, add script nắng chấn dương châu là càng cái tân cho mùi với dấu hay home nè, home page bởi dưỡng. Ok, dưỡng cho index mùi máu mùi nếu cứ index bởi dưỡng hình chân. Ok, cái ao dưỡng copy à nít đặt nó lại nè, cứ đặt nó thẳng lưu cái nè viên chìa bộ phim Razer Razer code, rồi có Razer engine nâng ngày tỏa nát hình chân, nó lại nếu mình đi thầm mệt mình đi thá, cái ao dưỡng link layout nâng thực can layout bộ admin LTE bởi dưỡng nâng tỏa nát. Ok, chân ảnh cứ can link thực can layout bởi dưỡng nâng ngày hay mới cứ folder bộ vía ví dụ share admin LTE chẳng không cần này được off link ấy off đào tiêm to từ lớp folder này thử cái này nữa hãy tiêm to từ lớp file này miền trung một nữa hãy tiêm to từ lớp directory này thay dương miền tục file năng off to nó lại layout nè chẳng bao từng off này bắt à layout mà bắt to đi cháo miền này ha từng off này off bàn thôi ấy xong được không home page nè. Ok,
đọc bây giờ thì ba phần nâng mình đây thà layout để dương ở thư ní mình script ấy khác này layout này thế nào ba đấy share của đỡ share admin là để ý layout mùi ní chắc layout mùi ní mình ấy khác cứ viên nâng tiếng ta đạn nó lớn index page bởi dương nâng ta nát ok chắc càng nghiệp bật tốt cái ở dương ba style ok hay pa script bật đi chôn ok chẳng là cụ ba kẹt tôn cho mỗi style mùi đấy style và dưỡng ok chẳng à script để dưỡng tục môn nâng mấy dưỡng bắt với chào nào nè script mà bắt toát để dưỡng bắt phát với chỗ nè lúc với chào bên máu hãy phát script thông bay chỗ ok nè mà bắt toát nè số tham mà bắt toát nâng bây bắt toát nâng mình đây thầm mệnh style mình đây thế cứ chỉ ca link tập cắn ok xe rồi có JavaScript rồi có file JS và dương nặng ok chẳng hạn nít cái link tập căn này tập học đi mơ máu miền plugin miền phần nào sớm hay khang khổ mùi tiết thế đây chỉ Bridget Thompson hoặc là Smooth hoặc là sao là phụ bạc về thông về oh sorry chỉ lỏ mấy này cho này chẳng tiện tông cho mùi năng file phần này cứ dương link tập căn plugin phần nào sớm CS all admin hay cái này cứ dùng ok rút tập can CS này admin LTE bởi dùng chẳng xua tha bởi tương ốc này đặt phần đứng đau nữ nơi ghi hát ấy tại sao để dùng bàn bạc cao folder muối nước nóng còn thân nè ok chẳng nó phải đại tương ốc này phương ca tiên vô còn thân tương ốc nóng tương phở thở đại chung mốt folder nóng mọc hồng ok tại sao viên nữ ok viên nước nóng đang đại slash mùi màu xe ấy đi được kìa slash mùi đại hãy xe với tục mùi chop ok style ở lớp chỗ ta đó script mà đòn chắc nó không script được kìa copy được on đăng máu ok hãy bác script nó không đi vừa dưỡng chắc dừng lúc ở đi chào bên máu ok pha đi chỗ chắc cái này ní ok cứ dừng copy folder bỏ admin LTE dừng đăng đặt vì mục được kìa hay bỏ đá trong những cực tiền slash ok phần năng máu chân thực cho ba ta file được ngon nâng cư nâng nâng folder content admin LTE bởi dương năng này đó đó ok hay bỏ admin file được nâng nâng tiết đó thì đảm bảo bài nâng cư khỏi to tới mục tiết kéo dương add tẹt tôn cho mùi nâng code mà chân luôn được nâng main navigation chân như ai copy script nâng phân đi máu thẩm ní AID hay cho tôi main navigation chân main nữa lại nha main vậy nè ok chân anh ấy dương lúc bị trao đài ha script thông mày xe với tục mùi chân nó không main navigation nè đó thì ban code màu bị nè assign nâng cứ ban màu bí ok starter page này được nè hãy đó thì ai cho mua source code bỏ starter page nâng máu miền này chân mùi nè, thầm mà sai nè lâu từ đó ok assign dương thằng lươn nè toàn ắt hãy xua ha, còn lại assign nó cứ phở giùm mẹp thua ấy cứ phở giùm mẹp main size 3 container ok chân dương đo mà block main size 3 container nâng giờ viết tận đạn được nông main main pack bởi dự đại chiếc phát cho bởi dự nâng ok chân bật to từ mục tiền và to từ mục tiết kia dương add navigation ok indicator helper class ok chân dương hồ mơ class navigation helper đi máu thao viên ở lại nhà ok đi là cục tam là cục kết đi chìm biên được không phải check dương chân a check mơ không route ok anh cứ miên để register route thế ok mơ không bốn đó bốn đó có miền the register bốn đó đá ok mơ nó có nông filter miền the register filter tự đá ok mơ có nông packet có miền đài có nông web config ok có miền đá chân global global có miền đài ok chân xong check mơ resource language chân resource dưỡng cư dưỡng ai rút đó mùi ní navigation indicator
Chân for this work, we need data ASP call regarding the current controller action method. And based on this, need to change the class call response navigation item is item to active. Active mean current page. Okay. Add new folder root. Okay, of the project. Name it helper under it add new. Okay, chứng minh đi thầm mình. Mình đi thầm cái phở script này. Sẽ mẹp phương ca run từ lửa. Okay, current page dừng chọn chập page mùi nà. Ôi việc đào buôn page mùi nà ôi đào khối nhấn. Cứ dừng phở lại nhấn. Okay, chân bởi xin trên nông đọt nét khó miên class navigation indicator này ạ. Okay, chân lưu khu tự bạc mưa sử. Chân ai nâng khó khó khí nha thoáng nâng tịch. Nơi nông ná. Page nâng nâng ná, kia dưỡng App setting rồi gặp program. Ok, đặt net core W root ở miền tế property line. Ok, chương quy hàng khổ ôm niệm đặt net core và lực hủ dependency. Ok, nơi lại nhá, theo tôn chương quy nâng route bởi dưỡng. Xong mà đón tiết program.ca. Ok, scroll mà khăn khổ lấy đi mến route bởi dưỡng. Ok, cho à file tiết tôn chung mùi nâng mình nâng ai hồ ban nơi lấy nè xem đọc .net core nè, file navigation indicator helper cái mến static class nâng mùi. Ok, chẳng ai hồ file nâng khơi nhọt. Nâng đợt net call bởi dường. Ok, vừa rồi khơi nhưng ai phát mùi mà in ASP đợt net call. Ok, directory viên nâng nè. Mình đã còn thay hôm bữa location về. Rồi gọi dân thờ bà cao thơ mày. How to get root folder path in static class. Chỉ là nếu chia file để thờ bà cao thơ mày. Chỉ mùi đã nét khó. Bắt bạc. Ok. Để chia file thờ bà cao thơ mày vậy. Cái nông nặng. Name it helper. Add new folder in root of the project. Name it helper. Under it, add new navigation helper class. Chân viên chỉ class để dương thần bậc cao. Ok. Chân, anh ấy sẽ mẹp tới .NET Core. Chân .NET Framework. Ok. Cùng toàn đạt viên cho sân. Chân dương một lộn step nâng tục mùi. Ok. Cho đó step và top tiết. Vì ai dương thứ ấy. Step và top tiết cư nơi thoáng này. Và dương từ navigation. Ok. .cs. Hay dương modify line chẳng hỏi này. Tí mũi using static admin LTE .helper.navigation. Ok. Navigation getter helper. Cứ tia nhà file mình vô màu. Chẳng để sao dương ở miền nhà file mình nhỉ. Chẳng dương bạch tật tia nhỉ. Ok. Tí pí. Khi ao dương từ 3 file nâng đáy hay khi ao dương mưa từ lửa A. Ok, controller home. Ok, ASP action index. Hay A mưa tiết ní. Cứ tẹo tông một controller home đáy ASP action privacy. Ok, chẳng là khu xông từ mưa nâng nông file bởi dưỡng bật bởi chiếc kho cháu. Dương 3 tẹo tông chỉ mùi nâng bởi chiếc bộ framework dương quýnh. Mùi ní. Hãy dừng mưu từ lượng cái lãnh A. Đại nè, cái lãnh nè. Mình đi thầm mệnh, mình đi dừng chọn link tập cán homepage. Cái lãnh này mùi A. Mình chẳng mùi tiết, cứ dừng thua cán link tập cán privacy. Nè, cái lãnh này đưa chỉ miên privacy mùi. Ok, hãy hổ mưu. Ok, để tôn một class mẹp link tới. Khơi nhọt. Chẳng cái lãnh này. Hổ một controller home index. Chẳng action mà biết cứ viên link tới cản index.
ai mùi ní cư viên phở controller home hay viên link the can action về tốt mới cư privacy. Ok, chẳng miễn phí nâng chẳng có lại để khi ở dưỡng ad nơi à chẳng nói ní cư chẳng nói phí nâng ấy nè, chẳng nói nhẹ bản tái là khu ad ad để à lỡ xe viên tục mùi hai dương xa là bọn tử ở hề răng phải chạy dưỡng chẳng là khu xâm rãi click viết vô phía propertison hai dương vô startup phải chạy miền nó start up chết dưỡng. Ok, ở đây chân đi đọc nét cùng với ok chị ạc bán xa hò tế. Ok, anh chân xa là bóng răng sân móc bị chạp vô chết nè hay chạm được đô tiện tương cho mùi location bị chết dưỡng. Ok mùi ní chỉ framework được gọi call được chỉ call ấy thì dưỡng ok xong một đoạn tiết trang và check dưỡng trang nữa lại nhé http ní configure mùi ní ok tổng mà tiết dưỡng rửa dưỡng và check lại nhé lìa bia dưỡng framework hàng lửa ok apply mùi máu chân bây giờ hồ cái lại chèn và chèn các bạn ok ở khơi xem đẹp nè đẹp solution muối cho muối nó phải chèn pi được bảy ok chân chạp đang load đi ngay đây chỉ error picture chân bây giờ mà mưa nó lại nhí cứ dân tiền chạy tôi mới starter pack màu ấy còn bạn thấy vì ở toàn score chạy tôi mới CE hơi có chế A hay là A và dương được O là khả năng ok, hình chân từ O khả năng khoản đặt đồ càng nghe dương màn tích máu đồ để bị phát xo với dù ní màu chỉ bài này bình là bây khoản hai gặp phát xo với dù dương nâng ok, hãy khỏi bình nâng tất cứ từ O khả năng ai cho răng việc bàn này ok, ở cùng chả